Cô gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các con đã cùng quay trở lại khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn Các bạn học sinh yêu quý, mở đầu bài học, cô cùng chúng mình khởi động với một trò chơi nhé! Cô có các thể từ như sau Con hãy tìm cho thật kỹ những thể ghi chữ A và chữ B giúp cô con rất tinh mắt, cô khen ngợi tất cả các con. Chúng mình tìm được các thể chữ ghi chữ A và chữ B đó là Đầu tiên, thể ghi chữ A in thường. Thể thứ hai, ghi chữ B in thường. Thể tiếp theo, chúng mình tìm thấy chữ A in hoa. Và cuối cùng, đó là chữ B in hoa. Nhìn lại một lần nữa các thể chữ cái này, chúng mình còn đã được học chữ a viết thường và chữ bờ viết thường cô lại tiếp tục có các dấu như sau con tìm ra được đâu là dấu huyền mà chúng mình đã được học rất chính xác chúng mình tìm được dấu huyền mà các con đã cùng được học trong video bài giảng trước như thế ở video trước cô trò chúng ta đã được học về chữ bờ và dấu huyền con ghép và đọc được tiếng bà như thế thông qua hai câu hỏi vừa rồi các con đã được ôn luyện lại kiến thức của những bài học trước tiếp nối cô có hình ảnh như sau con thấy hình ảnh này có mấy người đúng rồi chúng mình thấy hình ảnh có hai người và dường như họ là hai cha con Cô gọi bạn nhỏ trong hình ảnh này là bạn Nam. Nam và bố của mình đang đi câu cá phải không nào? Hai bố con đã câu được một chú cá rất to và cả hai cùng reo mừng. Từ hình ảnh, cô có câu văn. Nam và bố câu cá. Cô đọc lại câu văn này một lần nữa, các con cùng lắng nghe. Nam và bố câu cá. Con để ý nhé, trong câu văn này chúng ta thấy có 5 tiếng và chúng ta phát hiện ra được âm a mà chúng mình đã được học trong tiếng nam và tiếng và cuối cùng là tiếng cá. Những âm a này chúng mình đã được học ngay ở bài đầu tiên. Kế tiếp cô lại tô màu trắng âm bờ trong tiếng bố và âm bờ này các con đã được học rồi chúng mình tiếp tục nhìn vào câu văn cô tô màu trắng dấu huyền ở trên âm a trong tiếng và những âm và dấu đã được tô màu trắng này là những nội dung mà chúng mình đã được học các con cùng củng cố một lần nữa con tiếp tục để ý vào câu văn trong câu văn này cô sẽ tô màu đỏ âm cờ trong tiếng câu âm cờ trong tiếng cá trong tiếng cá có một dấu ở trên âm a và đây là dấu sắc chúng mình cũng thấy một dấu tương tự ở trong tiếng bố và cô cũng tô màu đỏ dấu này âm chữ được tô màu đỏ này chính là nội dung bài học của chúng ta âm cờ chữ cờ và dấu sắc. Cô mời các con cùng vào bài học. Trước hết, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau nhận biết. Quay trở lại với hình ảnh và câu văn ở đầu bài học. Chúng mình được giới thiệu có âm cờ trong tiếng câu và âm cờ trong tiếng cá. Ngoài ra, trong tiếng bố và trong tiếng cá, các con còn thấy dấu sắc hay còn được gọi là thanh sắc. Nhìn lại một lần nữa câu văn ở trên màn hình, con hãy bấm chọn những tiếng chứa âm cờ và thanh sắc trong câu hỏi sau đây giúp cô nhé. Trong câu văn, chúng mình thấy tiếng chứa âm cờ và thanh sắc chính là tiếng cá. Từ đây, cô giới thiệu kỹ với các con âm cờ, chữ cờ và dấu sắc đây là chữ cờ in thường đây là chữ cờ in hoa và đây là chữ cờ viết thường cô nhắc lại một lần nữa chúng mình cùng chú ý nhé đây là chữ cờ in thường đây là chữ cờ in hoa và đây là chữ cờ viết thường không chỉ nhận biết được âm cờ chữ cờ chúng mình để ý trên màn hình đây chính là dấu sắc sau khi được nhận biết âm cờ chữ cờ và dấu sắc bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần thực hành đọc trên màn hình cô có chữ cờ các con đọc với cô cờ cờ không chỉ đọc riêng âm cờ chúng mình sẽ còn được biết các tiếng có sự xuất hiện của âm cờ dấu sắc được sử dụng có nghĩa cô giới thiệu với các con mô hình cấu tạo của hai tiếng như sau trước hết âm cờ đứng trước âm a đứng sau chúng mình được tiếng hãy chọn cách đánh vần tiếng này cho đúng nhé các con chắc hẳn vẫn còn nhớ đúng không nào âm bờ đứng trước âm a đứng sau chúng mình sẽ đọc là bờ a ba vậy âm cờ đứng trước âm a đứng sau đánh vần được cờ a ca ca đọc đánh vần và đọc trơn lại một lần nữa với cô các con nhé cờ a ca K. Mô hình tiếng thứ hai, cô vẫn có âm cờ đứng trước, âm A đứng sau. Các con được tiếng K. Giờ, ở trên đầu âm A, cô để thêm dấu sắc. Chúng mình đọc đánh vần. Cờ, A, K, sắc, cá, cá. Đọc lại một lần nữa với cô nào cờ a ca sắc cá cá Trên màn hình con nhìn thấy mô hình cấu tạo của tiếng ca và tiếng cá. Chúng mình dừng video lại một lát, đọc đánh vần và đọc trơn hai tiếng này nhé. Các con thân mến, tương ứng với hai tiếng ca và cá, cô có hai hình ảnh như sau. Con hãy nối tiếng với hình ảnh tương ứng. Hai hình ảnh rất quen thuộc với chúng mình phải không nào? Các con gọi được tên hai sự vật này. Hình ảnh ở phía bên trái là cái ca. Trong những trường hợp, cái ca hay còn được gọi là cái cốc, hoặc để dùng uống nước, hoặc dùng để múc nước. Và với hình ảnh này, chúng ta có tiếng ca hình ảnh ở phía bên phải màn hình chính là một chú cá con thấy tiếng tương ứng là tiếng cá không chỉ được học về dấu sắc bài học trước chúng mình còn được học về dấu huyền và nếu như có âm cờ đứng trước âm a đứng sau trên đầu âm a con đặt dấu huyền thì chúng mình cũng được một tiếng có nghĩa khác đọc đánh vần cùng cô tiếng này nhé cờ a ca huyền cà cà để cho dễ nhớ cô đặt ở đây hình ảnh minh họa của tiếng cà và con nhìn thấy quả cà tím chúng mình có thể quay trở lại để đọc lại tiếng cà cờ a ca huyền cà cà một lần nữa, hãy đọc trơn cả ba tiếng mà chúng ta ghép được trong bài giảng này với cô nào. Ca cà, cà Cá Các con thân mến, như vậy là trong video bài giảng này, cô cho chúng mình đã cùng nhận biết được âm cờ và dấu sắc. Đọc được các tiếng chứa âm và dấu này. Bài học của chúng ta vẫn còn tiếp tục. Các con sẽ đón đợi ở video tiếp theo nhé. Cô chân thành cảm ơn các con. Hẹn gặp lại chúng mình trong bài giảng phần thứ 2 của bài học về âm cờ, chữ cờ và dấu sắc trên trang web olm.vn.